Ok, chào mấy bạn nha. Bây giờ là mình đang ở ruộng. Có cái trái này rất là hay nha. Bây giờ mình cho các bạn coi cái trái này. Trái này nhiều người kêu là ăn là chết. Mình thử mình hái mình ăn là chết không nha. Đây mấy bạn, cái dây của nó nè. Đây cái trái nè. Đó, mình hái thử cái trái nè. Mũ không không. Này mình có ông nó ăn nè. Trái này ha, bây giờ mình bóc ra mình ăn thử coi. Đây nè mấy bạn, nhìn y chang là cái trái hồng luôn đó. Nè, không, nhìn y chang trái hồng luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình chất cái trái này á. Nó chơi mấy bạn thôi, chất cái này là ăn nó không có chết. Và đây là cái trái bình bát dây. Đây trái bình bát dây nha. Ăn nó giúp và giải nhiệt và trị tiểu đường. Đó, nhiều người kêu là trái kết quả thì đây không phải trái kết quả nha. Trái kết quả nó giống như trái khô qua rừng á. Nó là rất là khác, nó không phải là trái kết quả. Nên là bình bát dây. Ăn rất là giải nhiệt luôn. Nè còn mấy trái rất là nhiều luôn, mình cho các bạn xem ha. Đây nè. Đó. Có mấy trái thì nó bình dơi ăn chuột ăn. Đây đó, nhiều lắm. Mà cái dây này hình như nó cũng làm thuốc được luôn đó. Nhà mình hái một trái nữa nha. Đây. Trái này. Nguyên dây luôn. Thấy không mấy bạn? Đó, và đây gọi là trái bình bát dây nha. Bình bát dây ăn giải nhiệt. Ăn rất là giải nhiệt luôn. Đó, mình ăn thêm một trái nữa nha. Nè, mũ không? Giống trái hồng lắm. Rồi đây ha, đây là bình bát dây. Và cái này ăn á, ở bên ngoài nó sẽ cái vị y chang cái trái hồng luôn, rất là ngọt. Ở trong nó sẽ chua chua nhẹ. Ok, đây mấy bạn, mình kiếm được mấy trái cổ qua rừng này nè. Cổ qua rừng thì gọi là trái cứt quả đó. Cứt quả, đây nè. Đó, chính nó đây nè. Đây mình quay cho mình xem ha. Đây nha mấy bạn, cái này là cổ qua rừng nha. Dây cứt quả. Thì cái này nó cũng giúp trị tiểu đường thôi. Mà ở đây người ta không có xài, người ta đốn, người ta chặt hết trơn rồi. Có cái dây này thôi à. Được cái dây này là ok nhất à. Đó, ok mấy bạn, thì mình mới giới thiệu cho các bạn đó là cái trái bình bát dây. Thì thường những cái trái này á là mấy con chim rồi mấy con dơi nó ăn xong rồi nó đi e xuống á, đó thì nó sẽ mọc dài từ 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 ở xung quanh ruộng là có rất là nhiều. Ở trong rừng á, chỗ nào mà chim chóc dơi nhiều nó rất là nhiều. Thì hôm nay mình review cái trái đó cho mấy bạn. Ví dụ mà mấy bạn có đi đâu về cái trái đó mãi thì mình thấy mình hái mình vẫn ăn được bình thường nha mấy bạn, không có sao hết, ăn cho vui thôi. Đó thôi, chào tạm biệt các bạn nha, bye bye.